Tin vui vỡ lòng, xin kính chào toàn thể quý cộng đoàn. Mới đây, trên trang cá nhân Facebook của Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế có đăng bài nói về nghệ sĩ Văn Ngà, người đã rất nổi tiếng, chuyên lồng tiếng rất nhiều nhân vật trong phim Công Giáo. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Chiều hôm qua, chú gọi nói chuyện, chờ mình về cho chú theo đạo. Sáng nay chú đã ra đi. Nghệ sĩ Văn Ngà, diễn viên lồng tiếng cho Kinh Thánh Công Giáo hơn một năm qua. Chú đã từng lồng tiếng trên vài trăm nhân vật cho những hãng phim nổi tiếng, đã đột quỵ ra đi lúc 10 giờ sáng nay, khi giấc mơ chưa tròn. Thật không thể tin nổi, vì trước khi đi vào sạc tĩnh tâm một tháng, mình chỉ đi thăm một người duy nhất, đó là chú Ngà. Chuyến thăm viếng, mình chuẩn bị những gì cần thiết cho chú, từ thuốc, thực phẩm, tiền, để chú có thể sử dụng ít là 2 tháng. Mình cũng giúp chú cầu nguyện, đón rước ảnh lòng Chúa thương xót, Thánh giá cầm tay và tượng Đức Mẹ. Điện thoại kết nối Internet để chú có thể tham dự thánh lễ, cầu nguyện với mình mỗi ngày như lòng chú mong ước. Là người chưa chính thức theo đạo, nhưng chú cầu nguyện mỗi ngày ít là 3 lần. Nhất là trong thời gian dịch bệnh, thất nghiệp, không đi lồng tiếng, chỉ ở trong nhà. Khi còn trẻ và thành công, chú đã dâng hiến số tiền khá lớn để xây nhà thờ Ban Mê Thuật và Con Tum. Nhưng giờ đây chú phải ở trong phòng trọ chật hẹp, bé nhỏ. Khi mình ngã bệnh, chú khấn nguyện cho mình mỗi ngày. Chú nói cho mình nghe chú cầu nguyện với Đức Mẹ và Chúa cho mình như thế nào, thật cảm động. Rất tiếc là mình không thâu âm và quay lại để lưu giữ. Suốt 2 năm qua, chú tham gia vào chương trình lồng tiếng cho Kinh Thánh của Công Giáo với rất nhiều vai khác nhau. Để đọc hay, chú phải nhập tâm để cho lời Chúa chạm vào tâm hồn mình mới có thể chạm tới người nghe. Dịch bệnh đã cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ. Chú thất nghiệp dài dài, không có tiền chi trả, không có đủ tiền mua thức ăn. Cảm ơn chú đã luôn tin con và cho con chia sẻ cuộc sống khó khăn của chú trong suốt 2 năm qua. Hôm qua chú mới gọi hỏi mình lúc nào về lại Sài Gòn, cho chú vào nhà thờ theo đạo để cùng niềm tin với sơ và cho con bé Trúc, đứa con nuôi của chú. Chú ơi, giấc mơ của chú và con chưa tròn thì chú đã ra đi. Con cũng không tin nổi vì chú mới nói chuyện với con hôm qua. Chú luôn nhắc con giữ sức khỏe. Lúc nào có giờ, chú sẽ kể cho con nghe tại sao chú chọn ở ẩn, sống trầm mặc. Một câu chuyện dài con đang háo hức nghe để học hỏi. Chúa biết rõ tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúa nhìn đến đức tin, lòng khao khát của chú. Xin Ngài đón rước chú cùng lòng yêu thương của Ngài. Nghỉ yên chú nhé, con đang ở xa không về được, nhưng con sẽ cầu nguyện cho chú và bé Trúc thật nhiều.